Việt Nam xin kính chào quý vị đã trở lại chương trình Văn hóa và Con người hàng tuần do Việt Nam phụ trách. Vào tuần trước chúng ta được tiếp xúc với cô Mỹ Lệ, là hiệu trưởng của trường dạy Piano Music School ở Westminster. Và thưa quý vị, chúng tôi đang trao đổi với nhau về phương pháp giáo dục âm nhạc liên hệ tới đời sống và cái sinh hoạt học tập của các em thanh thiếu niên. Nhưng mà trở lại cái chương trình tuần này thì chúng ta sẽ đi xa một chút, là chúng ta nói tới âm nhạc đối với người lớn. Thế thì như là tuần trước đó, cô Mỹ Lệ nói là khi mà chúng ta học âm nhạc, các vị lớn tuổi hơn tìm đến với âm nhạc là do họ có thời giờ, do cái đam mê yêu thích, và do là muốn mà khuây khỏa, hay là có một số người học piano, học nhạc để mà chống lại với cái bệnh Alzheimer. Vì nếu mà chúng ta không có tập trung thì chúng ta dễ bị quên lãng. Thế thì cô Mỹ Lệ cũng đã từng trao đổi với chúng ta là có nhiều khó khăn nếu như quý vị không dồn hết thời gian cho cái chương trình học, mà đôi khi vì bận một cái công việc gia đình chúng ta có thể bỏ cái buổi tập, thì như vậy nó sẽ tạo nhiều khó khăn cho giáo viên dạy âm nhạc. Thế thì đối với cô Mỹ Lệ, hiện nay thì chị nghĩ rằng là trong cộng đồng Việt Nam của mình á, những cái vị mà thành đạt chẳng hạn như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, hay là kể cả những vị mà có tiền bây giờ muốn khuây khỏa bằng cái việc mà chọn âm nhạc, thì Việt Nam thấy trong cộng đồng của mình có rất là nhiều người có những cái sinh hoạt âm nhạc cuối tuần. Thế thì đối với chị thì chị nhận xét như thế nào về cái sự thay đổi văn hóa của người lớn trong cái thời gian gần đây? Thưa chị, cùng với sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Orange County thì chúng ta bắt đầu thấy có nhiều vị đã thành đạt trong cái lĩnh vực của mình rồi. Và bây giờ thì đối với người Việt Nam thì như thưa với chị tuần trước đó, là mình thấy là ai cũng thích nhạc, ai cũng yêu nhạc hết. Thành ra đây là cái lúc mà mọi người hướng về một cái hobby, làm cái gì đó để mà cho nó relax, hoặc là để mà bớt stress trong cái công việc làm của mình. Thì bây giờ thì không phải lo về trong cái vấn đề sinh sống hàng ngày nữa. Thì bây giờ thì nhiều người thì muốn học võ, muốn học hát, muốn học đàn. Thì mình thấy là thì cũng giống như các em thôi, thì các quý vị người lớn muốn học thì cũng cần có cái sự kiên trì. Muốn học gì đến nơi đến chốn cũng phải có cái sự kiên trì trong đó. Thật sự ra người lớn thì bây giờ không ai bắt phải học hết. Họ đến lớp, họ ghi danh học là vì tự nguyện. Thành ra cái đó thì cũng dễ cho giáo viên. Nhưng mà chỉ có cái là thường thường là không có thì giờ. Nhưng mà có những vị có thì giờ thì vẫn học được như thường. Vâng, phía Nam muốn hỏi chị là hiện nay đó, phía Nam thấy là cái chuyện mà chúng ta đến đi học hát á, phía Nam thấy có nhiều người rất thích đi học hát, còn nhiều người thích học đàn, mặc dù mình đã qua cái tuổi mà tay chân mềm mại để mà đàn, ngồi lâu một chút thì đau lưng. Nó có nhiều cái khó khăn về cái cơ thể mình, nó có cái giới hạn về sức khỏe. Thế nhưng mà có nhiều người rất là thích, chẳng hạn như Việt Nam rất là thích, thích lắm luôn á, mà phải nói là đi quả đã từng bỏ rất nhiều thời giờ để mà học piano, rồi phải thực tập ở nhà nữa. Nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng là mình dễ chán, dễ nản, dễ mệt mỏi. Cái đó là nó do cái yếu tố tâm lý về cái sức khỏe nhiều hơn, nhưng mà mặc dù là mình vẫn còn muốn theo đuổi lắm. Thế thì làm thế nào để mà mình vượt lên những cái khó khăn đó khi mà cái lòng yêu thích mình nó vẫn còn tràn đầy? Thưa chị, thì nó cũng tùy vào cái loại nhạc nào mà chị chọn để học nữa. Có lẽ là đối với người lớn thì học về âm nhạc cổ điển thì rất là khó, tại vì nó đòi hỏi cái technique rất là cao, và cái technique thì nó phải qua cái giai đoạn rất là dài trong cái sự luyện tập. Thì người lớn cũng có thể học đàn theo nhạc pop,
hoặc là biết đàn để đệm cho mình vừa hát vừa đàn, thì mình thấy có tùy theo cái nhạc mà chị chọn để mà chị học thì nó có thể là nó giúp cho mình giữ cái ý thích của mình nó lâu dài hơn. Thành ra thưa chị thì chị phải nói lên cái ý thích của mình trong khi với cái người mà hướng dẫn về nhạc đó, về học nhạc, thì chị nói là tôi bây giờ tôi thích học đệm nhạc để tôi đệm cho người khác hát những bài nhạc Việt Nam, thì mình nghĩ là các giáo sư đó sẽ chọn cái phương pháp để mà giúp chị có thể đạt được. Mà không có phải là phải đi học như các em mà từ hồi bé mà phải mỗi ngày phải tập technique, luyện tập nhiều. Thành ra có thể là học những cái chords, về những hợp âm để mà có thể mình biết cái hợp âm để mà mình có thể mình đàn cho người khác hát hoặc mình đàn cho chính mình hát nữa. Vâng, thưa chị, thế thì chị có thấy rằng là khi chọn một cái môn học trong âm nhạc, nó có nhiều môn học, học vĩ cầm, violin, học học là học đàn hạ cầm, hạ cầm, và mình học luôn cả cái môn mà có nhiều loại âm nhạc lắm chị. Thí dụ như mình, người ta học hồ cầm, rồi người ta học luôn cả thổi kèn nữa. Thì đối với chị, các hợp âm hay là các ký âm pháp để mà chúng ta học những cái môn đó, nó có giống nhau hay không? Thưa chị, về nốt nhạc đó thì là giống nhau cả, nhưng mà tùy cái nhạc cụ mình chọn mình sử dụng đó. Dạ, sử dụng đó thì như là piano, nó là một cái rất là wide range, tức là nó mà có rất là nhiều nốt. Thành ra piano thì dùng trong ký âm pháp thì dùng khóa son cho cái phần từ middle C trở lên, và dùng cái khóa pha cho từ middle C trở xuống để cho đọc nhạc. Nếu mà như là vĩ cầm, violin, thì người chơi chỉ cần đọc trong cái khóa son mà thôi. Hoặc là hồ cầm, thì tại vì nó là một cái nhạc cụ trầm, có giọng trầm, thì chỉ học đọc cần khóa pha hoặc khóa đô. Thành ra tùy cái nhạc cụ mà học. Tuy nhiên cái piano đó thì người ta nói piano là một cái compact orchestra, nó là một cái dàn nhạc thu nhỏ. Thành ra nếu mà ai có cái căn bản về piano rồi đó thì học bất cứ cái nhạc cụ gì khác nó cũng rất là dễ. Tại vì ký âm pháp thì giống như nhau cả. Mà nó lại có hai cái khóa, học hai khóa, trong khi những cái nhạc cụ khác thì chỉ đọc trong một khóa thôi. Thành ra nếu mà đã biết piano thì là học tất cả những nhạc cụ khác rất là dễ dàng. Và những cái như về là nhịp cũng giống nhau, trường độ thì giống nhau cả. Về nốt nhạc, ngoài chuyện nốt nhạc, trường độ và những cái cường độ, những cái markings á, trong cái âm nhạc, những cái dấu và trong thì nó là giống nhau hết. Giống nhau. Giống nhau. Và khi mà chị hát á, chị học về thanh nhạc á, học tập hát, thì khi chị nhìn những cái đó đó thì chị có phải sử dụng nó qua cái đàn để mà chị biết được cái tiếng hát của mình không? Thưa chị, nếu mà về học thanh nhạc thì bắt buộc là phải học solfège. Học solfège tức là học xướng âm đó. Thì có thể nhìn một bài nhạc và mình biết cái nốt nhạc lên xuống như thế nào thì mình có thể hát ra được cái bài hát đó. Mà không cần đến như phải dùng cái nhạc cụ như là piano để mà giúp. Tuy nhiên nếu mà có piano đi theo thì nó cũng dễ hơn. Nhưng mà có những người thì họ chỉ vì họ biết ký âm pháp, họ biết xướng âm, thì họ chỉ cầm một bài nhạc, bất cứ một bài nhạc nào chưa từng bao giờ hát, họ nhìn theo nốt nhạc và họ có thể hát ra được cái bài đó. Vậy thì cái hiện tượng âm nhạc, khi mà quý vị có trong cộng đồng chúng ta cũng đã phát hiện có nhiều hiện tượng âm nhạc, có phải không? Phía nào sẽ trở lại sau vài phút giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài, và chúng ta sẽ trở lại hiện tượng âm nhạc là gì. Cảm ơn quý vị. Thank you.